Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Lưng. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn cho mọi người cách dò sóng con micro JBL V300. Đó, mà cameraman quay trực tiếp cho mọi người cận cảnh thấy ha. Đây là cái đầu thu mic sóng con V300 nè mọi người. Trên này nó có hình nguyên khung hình thể, hai nút bấm A, T, B. Một bên A nè, một bên B. Đó, thì như mọi người thấy như thế này. Và trên cái nút này có hai đôi scan và nút xin. Đó, mọi người thấy không? Nút scan và nút xin. Thì nút scan này nó có hình thức như thế này, thì để mọi người dò sóng ở từng khu vực. Ví dụ như người dò sóng lại nè, scan thì nó sẽ chạy theo cái AQ này, nó chỉ dùng tần số này sẽ chạy. Nó chạy cho đến khi nào mà sóng nó thấy ổn định, nó sẽ động, nó sẽ đứng lại. Đó, scan. Scan này, mọi người nhấn nút scan trước, xong mọi người nhấn vô enter để cho nó chạy. Nó chạy với bước sóng này, nó chạy sóng ổn định rồi á, thì mọi người sẽ dò sóng trên cái micro tay A tay B. Thì mọi người coi hai tay A tay B nè, muốn dò bên nào thì mình bấm vô đây scan, xong mọi người bấm thêm nút xin cái nữa, bấm vô nút enter. Đó là đang dò tay A nè mọi người. Thì mọi người muốn dò sóng á thì mọi người phải tháo thêm một cái gọi là cái micro trên cái micro của mình. Đây, trên cái micro nó sẽ hiển thị một con mắt này. Con mắt này nó có mục đích là để dò sóng giữa micro, nó để phe sóng với cái đầu thu này. Đây mọi người bật cho nó sáng đèn lên nè ha. Đó, mọi người bấm scan, xong bấm nút xin, rồi bấm enter, nó sẽ nhảy bước sóng nè ha. Mọi người đưa cái con mắt IG này vào mắt đó, hai cái phím nha. Đó, 1 2 4 5 6 B. Mọi người muốn dò thêm bên tay B thì mọi người cũng tương tự như vậy. Mọi người bấm nút scan, xong bấm nút xin, rồi bấm enter bên tay B. Nó cũng nhảy chang tương tự như này. Mọi người cũng đưa con mắt này vào chứ IG luôn. Đó, sóng nó đổi qua tay B nè mọi người. 1 2 1 2 4 5 6 B. Đó, cứ bấm scan xin, xong bấm enter là cho bên A bên B nó nhảy. Thì mọi người muốn dò bên A, thấy đang nhảy bên A thì mọi người dò tay A nè. Đó, 1 2 4 5 6 B. Thì hình thức dò sóng như tương tự nhưng rất là dễ mọi người. Đó, bên A bên B tùy thuộc mọi người muốn dò sóng tay A tay B thôi. Rồi, còn nút âm lượng thì cái nút này là enter, thì có mục đích đó là chỉnh âm lượng trên này lớn nhỏ. Mọi người thấy âm lượng mà cái này đang ở mức 30 mà tay bên này nó đang mức 20 thôi. Mọi người hát thì cảm giác ở mic này sao mic nặng mic nhẹ, thì mọi người coi cái âm mức âm lượng nó như thế nào nữa. Như nhà em thì em để ở 20 thôi, là cái mic vừa nè. 1 1 2 4 5 6 B. Mọi người lưu ý nha, khi mà lỡ mà dò sóng mà mọi người dò sóng không được á thì để nè. Mọi người dặn volume là lớn nhỏ mà không được, đây muốn lớn nhỏ mà không được để lock on. Thì mọi người mở dùm mình hai nút này nhắn cùng một lúc đó, để là unlock là mở lock ra đó mọi người, là mình phải chỉnh được nè. Đó, sau đó mình sẽ tiến trình thao tác là mình dò sóng. Ok,